Kinh địch của đội tuyển Việt Nam thắng đậm trước Jordan. Đêm qua, ngày 24 tháng 5, UAE thi đấu giao hữu với đội tuyển Jordan và đoàn quân của huấn luyện viên Beck Van Mijn Wiedek giành chiến thắng 5-1 đầy ấn tượng. Sau khi trở lại dẫn dắt đội tuyển UAE vào tháng 12 năm 2020, huấn luyện viên Van Marwijk có những đợt tập trung để thử nghiệm đội hình trước những trận đấu còn lại của vòng loại World Cup năm 2022. Ngày 29 tháng 3 vừa qua, UAE có chiến thắng giòn giã 6-0 trước Ấn Độ và trận chiến với Jordan là cơ hội thử nghiệm cuối cùng của đội tuyển Tây Á trước khi chiến lược gia người Hà Lan cuốn rút lại danh sách để tiến vào những trận đấu chính thức của vòng loại World Cup. Không gặp áp lực do đây chỉ là trận thi đấu giao hữu, các cầu thủ UAE và Jordan thi đấu khá thoải mái, không đặt nặng toan tính. Ngay trong 45 phút đầu tiên, đoàn quân của huấn luyện viên Van Marwijk ghi được 3 bàn thắng, 2 bàn thuộc về chân sút chủ lực Adi Mahmoud, pha lập công còn lại thuộc về Khabib Ibrahim. Bước vào hiệp 2, Uday Safi đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Jordan. Tuy nhiên, UAE đã có thêm 2 bàn thắng do công của Adi Mahmoud và Keo Kanijo để hoàn tất chiến thắng 5-1 đầy ấn tượng. Adi Mahmoud lập hat-trick ở trận đấu này giống như trận gặp Ấn Độ. Phong độ của cầu thủ sinh năm 1990 trong những trận đấu gần đây đang rất ấn tượng. Chắc chắn anh sẽ tiếp tục là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công của UAE, khiến các đội bóng của bảng G, trong đó có đội tuyển Việt Nam, phải chú ý. Được biết, một ngày sau trận đấu, huấn luyện viên Van Marwijk sẽ rút lại danh sách tham dự vòng loại World Cup năm 2022. Do các trận đấu của vòng loại không phải nằm trong một giải đấu, nên sẽ không bắt buộc phải đăng ký trước số lượng cầu thủ. Các đội được quyền đăng ký danh sách 23 cầu thủ thi đấu trong 90 phút trước trận đấu. UAE mới thi đấu 4 trận ở vòng loại thứ 2 World Cup năm 2022 với thành tích 2 thắng 2 thua, đứng thứ 4 ở bảng G và kém đội đầu bảng Việt Nam tới 5 điểm. UAE đang đặt mục tiêu giành chiến thắng trong cả 4 trận đấu còn lại để vươn lên dẫn đầu bảng G, tiến vào vòng loại thứ 3. Với lợi thế thi đấu hoàn toàn trên sân nhà, UAE được xem là đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trên con đường chinh phục tấm vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022.